Ok, thân thiện dương, biết âm mỉm cười, mắt biết cười, miệng làm sao ạ? Chữ E và cằm làm sao? Hướng lên, còn nếu cúi xuống so vai lại thì là người làm sao ạ? Nhận mệnh lệnh. Và bây giờ thì bắt đầu từ bên tay phải đến bên tay trái, chúng ta sẽ nói hai điều. Điều thứ nhất là chúng ta nói điều mà chúng tôi, điều mà con học được trong khóa học là, con cảm thấy khóa học đây là một khóa học là giúp cho con thay đổi điều gì, đúng không ạ? Thì bắt đầu từ đây cho đến chỗ các bạn lớn này thì có thể nói hai điều đó được, nhưng các bạn bé chỉ có thể nói một điều được, điều học được, hoặc là cảm nhận cái khóa học này thấy là vui, thích, cái bổ ích, hay học được từ điều gì, đúng không ạ? Thì các con có thể sẽ làm theo format thứ nhất là chào, thứ hai là nội dung, thứ ba là cảm ơn. Chào thì sẽ phải giới thiệu gì ạ? Tên tuổi của mình, con của ai ạ? Con của bố gì, mẹ gì, đúng không? Chào thì phải có chủ ngữ là gì ạ? Con xin chào mọi người hay như nào đó, chứ không phải xin chào mọi người. Ok chưa? Và mắt hướng về đâu ạ? Mắt hướng về phía trước này, đúng nhá. Các con bắt đầu từ Minh. Một chào vỗ tay cho Minh đầu tiên. Vỗ tay là lớn lên. Ok. Con xin chào tất cả mọi người ạ. Con tên là Minh, con mẹ Phương, bố Quân ạ. Thầy qua khóa học này, thầy không chỉ hướng dẫn con để trở thành một CEO Kid mà thầy còn hướng dẫn con từ những kỹ năng rất cơ bản. Đầu tiên, thầy không hướng dẫn gì cao siêu cả. Lúc khi mà con vừa mới vào lớp ấy, thầy đã hướng dẫn con là khi mà mình uống nước thì mình phải giữ lấy chai nước của mình. Nếu mà mình uống mà mình bỏ phí ở đấy thì không ai có thể uống nước thay của mình cả. Và những cái điều tiếp theo mà thầy dạy ấy, là những cái điều mà con có thể là con sẽ khắc ghi suốt cả cái quãng đời còn lại của con. Thì theo bản thân con thấy đây là một cái khóa học rất là tốt cho không chỉ con mà có thể những người, các bố mẹ hoặc là các em còn nhỏ hơn cả con nữa. Con xin cảm ơn ạ. Con xin chào tất cả mọi người, con tên là Nguyên. Con bố Phương, mẹ Hương à... Hôm nay lần đầu tiên được đến với lớp học của thầy Ninh thì con cảm thấy rất là tự ti, bối rối, nhưng mà thầy đã dạy cho con cách để trở nên tự tin và không sợ vấp ngã. Con cảm thấy đây là một lớp học rất bổ ích và con chắc chắn con sẽ đến đây được lần tiếp theo. Con xin chào tất cả mọi người, con là Phương Anh, con là con của bố Quân và mẹ Hoa. Sau khi học khóa học của thầy Ninh, con cảm giác rất là bổ ích và thầy đã dạy cho con rất là nhiều điều như là phải luôn là chính mình và không được so sánh mình với người khác. Sau khóa học con cảm giác được tự tin hơn, được mạnh dạn đứng trước đám đông. Cảm ơn mọi người lắng nghe. Con xin chào tất cả mọi người, con tên là Bùi Quang Tường Minh ạ. Con học khóa học này thì con đã học được một điều là sự chỉnh hợp lớn nhất là so sánh mình với người khác. Con hiểu bộ khóa học này rất là bổ ích và con cảm thấy con tự tin hơn ạ. Con cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Con xin mọi người, con là Tường Vi. Trong khóa học này con đã học được kiến thức không phải là điều dẫn đến thành công, và còn cần phải có thái độ và kỹ năng nữa. Đây là một khóa học rất bổ ích. Cảm ơn mọi người ạ. Chào mọi người, con tên là Hoàng Dũng, con tên quan nhầm. Con là con bố Dinh và mẹ Mai. Con thấy cái lớp học này giúp chúng ta về có thể bổ ích hơn trong cuộc sống. Và con thấy ấn tượng nhất là khi thầy nói không được so sánh mình và với những người khác. Xin cảm ơn. Con xin chào tất cả mọi người, con tên là Thanh Trang, con là con của bố Dinh, mẹ Mai. Sau buổi học hôm nay con thấy rất là thú vị và bổ ích. Sau bài học hôm nay con cảm thấy tự tin và mạnh mẽ hơn. Cảm ơn. Con xin chào tất cả mọi người, con là Tùng ạ.
Sau khi con học khóa học lần đầu tiên này thì con cảm thấy khóa học rất là thân thiện, bổ ích, và con nhận ra một và con thấy một câu của thầy rất là hay, đó chính là đừng để những sai lầm giết chết ước mơ, giết chết những ước mơ của bạn. Con sẽ luôn khắc ghi những cái bài giảng mà thầy Linh sẽ dạy của con. Con xin chào mọi người, con tên là Minh Thư. Bố mẹ con là tên Thủy, mẹ bố tên Hùng. Con học của thầy Linh rất là vui và bổ ích. Con xin chào mọi người, con tên là Trần Minh Vũ, con của mẹ Phương, bố Trần Bình Quân. Con rất vui khi được tham gia với mọi người, được hòa đồng với các bạn. Và sau ngày hôm nay con hôm nay đã học được rất nhiều điều thú vị. Và điều mà con thích thú nhất đó chính là không được so sánh mình với người khác. Và con thấy và sau khi trải nghiệm thì con thấy đây là một khóa học rất vui và bổ ích. Xin chào tất cả mọi người. Rất là vui ạ. Những chương trình rất là hay ạ. Phải nói là như thế này, khi lúc buổi sáng và lúc 9:15 khi thầy tiếp cận với tất cả lực lượng học sinh này thì phải cảm thấy, phải nói là các con vô cùng nhát. Có những con đứng giới thiệu tên mà thầy đứng cách 1.5 mét mà không nghe thấy tên. Trước hết là lý nhí. Và cái bọn này là nguyên cái kinh ngôn ngữ có thể khai báo rằng con đang thu mình lại rất là sợ. Đúng không? Nhưng đến bây giờ, phải nói thật là cầm micro đứng ở trên đây mà nói người lớn còn bị áp lực. Đừng có nói chuyện trẻ con. Nhưng dần dần các con mạnh dạn hơn. Nhưng mà bây giờ để nói một cái câu thế này, để các con nói là ta không so sánh mình với người khác. Bill Gates có một câu rằng con nhà người mà mình là không bằng con nhà hàng xóm, hoặc là ăn cái nọ ăn cái kia cho hơn nhà hàng xóm. Đó là một cái truyền thống so sánh rất là khốc khỉnh. Và vậy bây giờ thì nếu mà thầy nói thì nó sẽ rất là hay. Nhưng mà bây giờ để trò nói cơ, không cần phải thầy nói, thì người mà một cô gái mặc áo đỏ rất là xinh xắn sẽ nói về cái so sánh nè. Nói lại cái chủ đề đấy chị ạ. Xin chào, sau đầu bắt đầu đặt câu hỏi là 1 mét là 1 kg đúng không? Cái nào hơn? Đấy, ok, bắt đầu. Nhớ lên cái nào nói hết. Xin chào tất cả các quý vị phụ huynh ạ. Con tên là Vừa Cao Tường Minh. Cho con xin hỏi mọi người là mọi người có so sánh được 1 mét và 1 kg cái nào lớn hơn không ạ? Tất nhiên là không so sánh được đúng không? Thì tại sao mọi người có thể so sánh bản thân mình với người khác? Mọi người hãy tìm được năng lực trong bản thân của mình, cho bản thân của con người mình và tiếp theo năng lực để nó bộc phá ra. Con mong là mọi người hãy ghi nhớ được câu nói này và hãy phát triển nó. Con xin cảm ơn. Cảm ơn các con rất nhiều. Giống như câu nói là liệu bạn có thể biết là 1 mét và 1 kg là cái gì lớn hơn không? Câu trả lời anh được. Chính vì không so sánh được, chính vì vậy câu chuyện là hỏi các con là ở đây tê giác mạnh hay đại bàng mạnh, và câu trả lời là
là gì ạ? Tê giác mạnh hay là đại bàng mạnh ạ? Con thấy thì con nào cũng có một điểm mạnh riêng và điểm yếu riêng ạ. Có thể so sánh hai con với nhau được không? Dạ không ạ. Đúng rồi. Bởi vì có người thì nhớ sao chép, có người thì thông minh sáng tạo, có người thì thông minh cảm xúc. Và Đại học Harvard đã tìm hiểu ra con người có 9 loại thông minh khác nhau. Bởi vậy như thầy không nhớ nổi tên của một người không có nghĩa là thầy ngu dốt. Thầy lại có cái thông minh khác, thông minh sáng tạo hoặc là thông minh cảm xúc hoặc là thông minh gì đó. Bởi vậy hãy khám phá sức mạnh của mình để phát huy tốt nhất năng lực của con mình. Đấy là điều quan trọng. Đừng nhìn vào điểm yếu của nó, hãy nhìn vào điểm mạnh. Hãy nhìn vào những gì các con đang có, đừng nhìn những cái gì các con đang thiếu khuyết. Bởi vậy các người phụ huynh sẽ đánh giá không đúng về sức mạnh của các con. Bởi vì nếu như mình cứ so con mình với con hàng xóm có thể giỏi cái A nhưng con mình lại giỏi cái B, đâu có biết rằng hàng xóm đang ngầm so sánh con họ không bằng con của mình. Bởi vậy việc của cha mẹ là khích lệ các con, đánh thức các con, tôn vinh các con bằng những sức mạnh hiện có của các con, thì các con sẽ bay đến tương lai flying not walking. Ok, và thầy sẽ tin rằng lần sau các con sẽ tham gia khóa này với một cái tinh thần mạnh dạn hơn. Ngày hôm nay chúng ta là phá băng để chúng ta hiểu được bây giờ mình không sợ nữa. No fail, no expectation, no appearing but no dream. Don't let fear kill your dream. Đừng để nỗi sợ hãi giết chết những mơ ước của bạn. Ok, cảm ơn các con, và các con vừa vỗ tay vừa trở về chỗ của mình nào. Xin tất cả mọi người vỗ tay cổ vũ cho các con.